Thưa quý vị, người dân ở khu vực Nam Bộ đã phải căng mình để chống chọi với cái nắng nóng gay gắt suốt hơn 2 tháng nay. Tại Nam Bộ có thời điểm nhiệt độ vượt mức 39 độ C sát với mức lịch sử vào năm 1998. Thời tiết nắng nóng gay gắt và khả năng có mưa là 1%. Nếu có một điều ước dưới thời tiết Nam Bộ lúc này thì tôi chỉ ước là trời có mưa, gió mát để thoát khỏi tình cảnh oi bức khó chịu này. Với tôi thì đó chỉ là mong ước. Nhưng có một người tự xưng là có khả năng hô mưa, gọi gió và đề xuất được thử nghiệm để giúp người dân Nam Bộ. Văn bản này được lan truyền trên mạng xã hội là của Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam gửi Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh về việc giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng. Theo nội dung văn bản, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ giới thiệu trường hợp ông Lê Minh Hoàng, 57 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, với Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Điệp viết, sau hai lần gặp gỡ trực tiếp, anh Hoàng có nhờ giới thiệu anh với các tỉnh phía Nam đang bị hạn hán khô cằn và anh nói có khả năng cầu mưa hiệu quả. Song thực tế, vấn đề này chúng tôi chưa được kiểm chứng, nhưng rất xót xa dằn vặt về việc nạn hạn hán, thất bát mùa màng của một số tỉnh phía Nam, nên tôi giới thiệu với Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh về anh Lê Minh Hoàng. Vâng, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ khẳng định chưa kiểm chứng khả năng cầu mưa của ông Hoàng, nhưng đã giới thiệu ông Hoàng với Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Vậy ông Hoàng có thể gọi mưa bằng cách nào? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với ông Lê Minh Hoàng để làm sáng tỏ vấn đề này. Xin mời trường quay kết nối. Vâng, xin chào ông. Ông có thể chia sẻ cho chúng tôi biết vì sao ông lại muốn vào thành phố Hồ Chí Minh để cầu mưa không ạ? Tôi có kinh nghiệm 20 năm nay là tôi đi cầu nguyện mưa cho rất là nhiều nơi trong cả nước đó. Đến thời điểm hiện tại khi thông tin ông có khả năng cầu mưa được đăng tải, nhiều người vẫn không khỏi hoài nghi về khả năng này của ông. Vậy trong quá khứ ông đã từng thành công trong việc cầu mưa hay chưa? Tôi cầu cho là ở quê nhà này, rồi ở Sơn La, rồi trong Lâm Đồng, cụ thể là huyện Di Linh và thành phố Bảo Lộc Lâm Đồng. Nói chung là nhiều nơi lắm, nhưng mà tôi chỉ ghi chép được cái năm 2023 này là ghi chép tương đối đầy đủ. 2023 này tôi ghi chép được là lên trong lúc mà thành phố Sơn La họ bị thiếu nước của thủy điện phát điện đấy, với cả mùa màng cây cối hạn hán, dân nó bị chết hết ngô, thì mấy cây cối tre trúc rồi nhiều cây bị chết, thì tôi lên tới giúp cho mấy tháng rồi mưa cây cối xanh tốt. Nếu những lần trước đó ông đều âm thầm cầu mưa giúp dân, lần này tại sao ông lại nhờ đến sự giới thiệu của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp? Thì tôi xin thì là đến lúc có mưa thì công an người ta bảo là bây giờ người ta không cấm đi cầu mưa, nhưng mà mình đi vào trong này là phải có giấy đi giới thiệu của cơ quan ở ngoài Bắc này, có cơ quan nào giới thiệu thì họ vào thì sẽ có cán bộ người ta kết hợp cùng mình, nhưng mình đi mà không có giấy tờ gì thì kiểu không đúng với pháp luật. Thì tiến sĩ Hoàng Hiệp là trước là nguyên là viện phó viện trưởng của viện tiềm năng con người, thì tôi xin giấy giới thiệu của tiến sĩ để tôi vào tôi mở các cơ quan để cho nó đúng thủ tục ạ. Vậy dự định cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong bao nhiêu ngày và dự kiến thì bao lâu thì có kết quả? Hy vọng tôi được vào trong đó thì các cơ quan chính quyền ở địa phương rồi nhân dân tạo điều kiện giúp tôi, thì tôi vào đấy không phải tôi gọi mưa mà tôi vào tôi cầu nguyện, xong tôi xin. Thì chúng tôi cầu nguyện xong rồi chúng tôi xin, ví dụ là cho thành phố Hồ Chí Minh đang bị hạn hán như này để tôi xin, thì tôi tự tin được khoảng 90 hoặc trên 90%. Thường như những cái năm trước tôi vào trong đó tôi xin thì trong vòng 4 đến 5 hôm là mưa. Thưa quý vị, trước phát ngôn của ông Lê Minh Hoàng có khả năng cầu nguyện hô mưa gọi gió, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu hành động này có cơ sở khoa học. Ngay lúc này, chúng tôi sẽ kết nối với giáo sư Phan Văn Tân, khoa khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, để lắng nghe ý kiến từ ông.
Xin mời trường quay kết nối. Thưa chuyên gia, với việc một người tự nhận có khả năng hô mưa gọi gió đã gây xôn xao mạng xã hội, dưới góc độ chuyên môn, theo giáo sư thì hành động này có cơ sở khoa học hay không? Theo tôi thì đơn giản là như thế này thôi. Tôi nhận được cái thông tin này từ một cái thông tin ở trên mạng xã hội, thì nói là có cái anh có tên là Lê Minh Hoàng có khả năng làm được cái vấn đề đó, và anh ấy là một trong những người mà ở cái chỗ trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Thì tôi, quan điểm của tôi không hoàn toàn không phủ định một chút nào về cái tiềm năng con người cả. Tiềm năng con người nó vô cùng lắm, chẳng hạn như người ta có thể vận công thế nọ thế kia và có thể làm cái này khác. Nhưng mà từ trước đến giờ thì tôi biết là có rất nhiều người nói về tiềm năng con người liên quan đến gọi gì, gọi mưa gọi gió gì đấy. Thì là thực sự mà nói thì tôi không tin cái khả năng của con người làm được cái điều đó, bởi vì bản thân cái hiện tượng này nó quá quá cái khả năng của con người, theo tôi là như vậy. Và vì vậy cho nên là những cái thông tin này nếu như muốn kiểm định, muốn kiểm chứng ấy, thì ngay bây giờ đây này, ở Hà Nội đây này, ông sẽ, tôi bảo ông là làm thế nào đấy, làm thế nào để mà có thể là một đợt rét động nó quay trở về đây là trở lại đi. Đó nè, bây giờ đang chuẩn bị nắng nóng này, đang hơi oi oi một chút, bảo đây là bây giờ muốn có một đợt rét thật sâu về Hà Nội thì ông có làm được không đấy. Thì nếu mà làm được thì chứng minh được thì rõ ràng là ông có tiềm năng thật đấy. Hoặc là ở miền Nam bây giờ chẳng hạn, bây giờ hôm nay ngày mai chắc là trong cái đợt này chả không có đâu. Thế nhưng mà bảo ông bảo đây là trong vòng một tuần nữa, ông làm cho tôi một tuần nữa là ông ở Hà Nội chẳng hạn, ở đâu đó làm cho tôi một tuần nữa là bảo đây là có một cơn mưa thật to ở cả cái diện rộng trên toàn bộ thành của trên toàn bộ khu vực Nam Bộ, có làm được không? Nếu mà làm được thì rõ ràng là tiềm năng con người là có thật, nhưng mà tôi thì tôi không tin là cái khả năng có thể xảy ra. Trong bối cảnh thời tiết ở các tỉnh Nam Bộ lúc này, hiện tượng mưa sẽ xuất hiện khi nào thưa chuyên gia? Chúng ta rất nhiều người đọc cái câu chuyện Tam Quốc ngày xưa có cái ông Khổng Minh ấy, là ông cũng lập đàn để cầu mưa gọi gió. Nhưng bản chất của cái hiện tượng này không phải là ông lập đàn để cầu mưa gọi gió, mà bản thân ông là người có thể nói là dự báo khá chính xác về cái thời điểm có thể xuất hiện cái mưa, cái dông này khác. Thế thì cái việc mà cái người này nói là gọi là cầu mưa, thì nếu như mà người đấy có tiềm năng thực sự thì tôi kỳ vọng rằng là ông này ông có thể là làm dự báo được. Đấy, dự báo theo cái nghĩa là xem thiên văn ấy, trên thông tin văn chỉ tương địa lý và bằng một cái cảm nhận nào đó người ta có thể suy diễn ra được rằng là ngày nọ có mưa, ngày kia có mưa. Đấy, thế nhưng mà đối với cái điều kiện của miền Nam hiện nay, tức là khu vực Nam Bộ hiện nay đang chịu một cái nắng nóng, cũng như là cái vùng Tây Nguyên cũng có. Tây Nguyên thì mặc dù là cũng tình huống tương tự, nhưng mà anh vì độ cao nó cao cho nên không cảm thấy nóng lắm. Đấy, thế nhưng mà ở Nam Bộ thì nóng rất nhiều, bởi vì cái giai đoạn này chúng ta biết rằng là cái hoạt động của mặt trời, tức là vào cái khoảng tháng 3, tháng 4 thì nó đi gọi là cái góc thiên đỉnh mặt trời nó nằm ở trên đỉnh đầu, cho nên là cái giai đoạn này ấy, là giai đoạn mà nhận được rất nhiều bức xạ mặt trời, là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là cái giai đoạn này cũng giai đoạn mùa khô, và đặc biệt tháng 3, tháng 4 này là cái giai đoạn cuối mùa khô, cho nên là cả một cái thời kỳ mùa không có mưa rồi, bây giờ những cái giai đoạn cuối cùng này ấy, thì lại càng thiếu hụt mưa, nói đúng hơn tức là bốc hơi thì còn thêm những cái khác, nó thiếu hụt cái lượng nước ở trong đất cũng như trong không khí, tất cả mọi thứ là rất là mạnh. Và vì vậy cho nên người ta cảm giác là cộng thêm với nắng nóng, với lại cái thiếu nước khô đi, tức là nước ở trong đất nó hụt đi vì không có mưa. Và vì vậy cho nên cái hiện tượng mà ta gọi là nắng nóng là một này, cái hạn hạn nó xảy ra thì là đã hiện nay là đang ở miền Nam mà đang chịu. Thì bản thân cái tháng này là cái tháng mà có khả năng xảy ra hạn khá cao, và thực từ mà nói hiện nay cũng đang có hạn, mặc dù không đến mức độ khốc liệt lắm, nhưng mà nói chung là hạn đến mức thiếu nước, thì đặc biệt là nước sinh hoạt cũng như là nước sản xuất là có thiếu một phần. Thế còn bao giờ nó mưa thì thực sự nói thì dự báo chúng tôi chưa làm bài toán dự báo về vấn đề đó. Thế nhưng mà thông thường tính theo trung bình ấy, là cuối tháng 4 đầu tháng 5, hoặc cùng lắm mà đến giữa tháng 5 thì có khả năng là sẽ có mưa đầu mùa. Đấy. Thì cái hiện tượng mưa đầu mùa thì sẽ bắt đầu là khởi động một cái, thì nó sẽ chấm dứt một cái giai đoạn mùa khô khốc liệt như là năm nay.